Vingroup đặt mục tiêu doanh thu tăng vọt 90% lên 190.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch này, doanh thu Vingroup sẽ tăng tới gần 90% so với năm 2022 và tăng 46% nếu so với mức đỉnh hồi năm 2019. Theo thông tin từ tập đoàn Vingroup, ngày 17 tháng 5 tới đây, Vingroup sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần 190.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng. So với kết quả năm 2022, lợi nhuận Vingroup sẽ đi ngang nhưng doanh thu tăng trưởng gần 90%. Vingroup cho biết, VinFast năm 2023 định hướng phát triển mạng lưới bán hàng tại tất cả các thị trường mục tiêu trong và ngoài nước, đẩy nhanh tốc độ bán hàng và bàn giao sản phẩm tại thị trường trọng điểm của Mỹ. VinFast sẽ triển khai chiến lược marketing trực tiếp, đẩy mạnh hoạt động lái thử các mẫu xe, đồng thời quảng bá các mẫu xe mới sẽ bán trong 2023, thông qua triển lãm, hoạt động trưng bày xe tại tất cả thị trường. Trong hoạt động sản xuất, công ty đẩy mạnh sản xuất hàng loạt các mẫu xe đã mở bán trong năm 2022 để bàn giao đúng hạn cho khách hàng VF5, VF8 và VF9, chuẩn bị triển khai sản xuất các mẫu xe mới sắp giới thiệu VF6 và VF7, đồng thời đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án nhà máy sản xuất tại bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Trong hoạt động R&D, VinFast tiếp tục nghiên cứu và sản xuất các phương tiện thân thiện với môi trường khác như xe buýt điện, xe máy điện và xe đạp điện. VinES, đơn vị tiếp tục sứ mệnh cung cấp giải pháp năng lượng hoàn chỉnh, hỗ trợ vững chắc cho VinFast trong chiến lược tự chủ nguyên liệu sản xuất đầu vào, tập trung vào việc hoàn thiện năng lực sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cũng như hợp tác chiến lược toàn cầu. Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, trước dự báo hoạt động có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô và môi trường chính sách, Vinhome đã chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp linh hoạt và kế hoạch cụ thể. Công ty sẽ tận dụng tối đa lợi thế về quỹ đất để phát triển những dự án đô thị xanh, thông minh, đầy đủ tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với xu thế chung trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đưa ra các chính sách bán hàng, ưu đãi phù hợp để khuyến khích người dân về ở sớm, hình thành các cộng đồng cư dân đông đúc và tạo tiền đề tốt cho việc bán hàng. Trong việc hợp tác, phát triển, Vinhome sẽ chọn lọc để ký kết với các đối tác có tiềm lực tài chính mạnh, cùng phát triển sản phẩm, phân khu nhằm đẩy nhanh tốc độ hình thành đô thị và thu hút khách hàng. Ngoài ra, Happy Home sẽ là một trong những trọng tâm phát triển của Vinhome trong thời gian tới, tích hợp mô hình đầy đủ tiện ích, đặc trưng của Vinhome như trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, công viên và khu thể thao. Ở lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, Vinhome IZ sẽ tiếp tục bám sát các dòng tiền đầu tư FDI, tập trung nghiên cứu và áp dụng các mô hình bất động sản công nghiệp thông minh, khu công nghiệp sinh thái, chuyên ngành quy mô lớn. Song song với đó, Vinhome IZ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, nhanh chóng hoàn thiện pháp lý, xây dựng hạ tầng để sẵn sàng ký kết với đối tác ngay khi các dự án tiếp theo đi vào hoạt động. Ở lĩnh vực bất động sản bán lẻ, Vinhome Retail dự kiến khai trương 2 trung tâm thương mại mới, nâng tổng số lên 85 trung tâm thương mại tại 45 trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Công ty đặt trọng tâm kinh doanh vào việc tiếp tục đồng hành với khách thuê chiến lược trong hoạt động mở rộng độ phủ tại các tỉnh thành phố giàu tiềm năng, cũng như đẩy mạnh mở rộng mạng lưới khách thuê mới theo hai nhóm thương hiệu quốc tế và thương hiệu Việt Nam. Vincom Retail sẽ chú trọng khai thác nhãn hiệu tiềm năng đang được yêu thích tại các nước trong khu vực và châu Á, trở thành cầu nối giữa thương hiệu quốc tế và nhà bán lẻ trong nước để gia tăng cơ hội đầu tư vào thị trường và mang những thương hiệu quốc tế mới lần đầu đến Việt Nam. Về sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, Vincom Retail định hướng sẽ tiếp tục phát triển mô hình Live Design Mode trở thành điểm đến cho thế hệ trẻ. Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, Vinpearl đặt mục tiêu duy trì đà phục hồi mạnh từ kỳ vọng ngành du lịch khởi sắc trở lại trong năm 2023, với tỷ trọng đóng góp lớn đến từ mảng khách sạn, ẩm thực và vui chơi giải trí bên cạnh dịch vụ sân golf. Vinpearl sẽ đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, triển khai Vinpearl Signature, đẩy mạnh bán sản phẩm đặc trưng cho Pearl Club, phát triển điểm đến mang dấu ấn bản sắc cho từng cơ sở ở VinWonder và xây dựng sân chơi cho các giải đấu golf nổi tiếng thế giới. Trong đó, gói dịch vụ Vinpearl Signature sẽ được thiết kế để phù hợp với 4 nhóm đối tượng khách hàng chiến lược Vinpearl nhắm đến: nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng gia đình, nghỉ dưỡng kết hợp chơi golf, hội họp.
từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu với mức chi phí rẻ không ngờ. Quảng cáo ngay trên kênh YouTube Độc Đáo TV. Truy cập ngay website quảng cáo itb.com.